này ăn đòn tám. Cái gì? 500 triệu á? Anh trở mặt à? Anh Cường, mắt cô bị mù hay là sao? Cô bây giờ anh còn cóc khô gì đâu mà đòi giữ tôi lại. Loại mày không xứng đáng là đàn ông. Vào đây ông ơi. Ngồi đi, ngồi đi. Nhà cửa rộng rãi đẹp quá nhở. Để chúc mừng thân gia, tôi có chút gọi là lì xì chúc mừng hai vợ chồng. Ôi giời ơi, ông cứ khách sáo làm gì. Tôi với ông là chỗ thân tình rồi, thế cho nên là ông sang tay không cũng được. Ngồi đi. Thân tình ấy thì càng phải mừng. Không sao đâu, hai vợ chồng cứ nhận đi. Nào, hôm nay chúng ta không say không về. Nhất trí luôn. Hôm nay ấy, mà ông không say ấy, là tôi không cho ông về đâu. Đúng nhá. Rồi. Tôi quý ông nhất ấy, cho nên tôi mới mời ông sang thân gia đấy. Hàng xóm ấy là phải tối lửa tắt đèn có nhau. Thôi, hai anh cứ ăn đi. Em vào xem mùi lửa, rồi em mang ra luôn nhá. À Thủy ơi, mang cho anh chai rượu nhá. Dạ vâng ạ. Tôi xin. Thủy, em không sao chứ? Không, sao là sao ạ? Mà sao anh vào đây? Cửa không khóa. Em có bị đau ở đâu không? Anh không. Chồng em gọi điện, bảo em bị ngã, bị thương nặng lắm. Không về kịp, nhờ anh sang xem có sao không mà. Anh có làm sao đâu. À, đây nhá. Tao bắt quả tang chúng mày mèo mả gà đồng chim chuột với nhau ban ngày ban mặt như này nhá. Anh Minh, không phải đâu, anh hiểu lầm rồi. Không, chính ông gọi điện cho tôi, bảo Thủy bị ngã nhờ tôi sang xem sao. Cái gì? Làm gì có chuyện tôi gọi điện cho ông, mà cũng làm gì có chuyện vợ tôi bị thương. À, tôi bảo ông thương ở đâu? Thương ở đâu? Em không có bị thương. Đấy, bây giờ chúng mày mới lòi mặt chuột ra nhá. Chúng mày rình thằng này không có nhà thì sang đây tòm tem với nhau đúng không? Không, chắc ông hiểu nhầm gì thôi. Không phải thế đâu, em với anh Cường không có gì cả. Anh phải tin em. Anh đừng vu vạ cho em mà. Vu vạ? Chứng cứ rành rành ra như thế này. Này, đấy, nhìn thấy chưa? Cãi đi. Cãi đi. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày sáng nhất cái cộng đồng mạng. Minh, chính ông gọi điện cho tôi dục tôi sang xem. Bây giờ ông lại đổ thừa cho tôi và Thủy ngoại tình à? Anh Minh, em không hề ngoại tình mà. Em với anh Cường không có gì cả. Đến bây giờ mà ông vẫn còn cãi được à? Hả? Một con vợ lăng loàn, một thằng hàng xóm gian xảo. Ôi, số tôi khổ. Này, anh phải tin em. Em không làm gì cả. Tin à? Tin này. Anh làm cái gì vậy hả? Tại sao lại tát cô ấy chứ? Sao? Xót thương nhau à? Tao tát. Tao tát đây thì làm sao? Cái loại mèo mả gà đồng chúng mày ấy, ăn đòn cũng đáng thôi. Dù bây giờ tôi có nói gì, anh cũng không tin có phải không? Đúng. Một nam một nữ ở trong phòng. Tao hỏi chúng mày, chúng mày làm gì? Chúng mày làm gì? Tôi hiểu rồi. Tất cả chuyện này là do anh đặt ra. Thủy đang ở nhà bình an vô sự, anh lại gọi điện cho tôi bảo cô ấy bị ngã nặng lắm, nhờ tôi sang xem sao. Bảo ông không về được. Xong rồi bây giờ ông vào, ông bắt quả tang tôi và Thủy ngoại tình có phải không? Thôi, đừng có ra mồm cãi cố nữa. Tao đã biết chuyện chúng mày tòm tem đằng sau lưng tao. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Ông muốn gì? Muốn gì á? Nếu như mà chúng mày không muốn clip này đăng lên mạng ấy, thì nôn tiền ra đây. Một số tiền thật lớn. Anh... Tôi hiểu rồi. Tất cả thứ anh cần ấy chỉ là tiền thôi có phải không? Đúng. Nếu như mà chúng mày đưa tiền cho tao ấy, tao sẽ để mọi chuyện nó êm xuôi. Sao anh lại như vậy chứ? Em và anh Cường không có gì cả, mà anh cứ vu vạ cho em thế. Thôi, em không cần phải nói gì nữa đâu. Anh đã hiểu hết rồi. Tất cả thứ anh ta cần ấy, chỉ là tiền mà thôi. Bây giờ em có giải thích thì cũng tốn công vô ích. Sao? Thế bây giờ chồng tiền hay là mất danh dự? Mất luôn cả cái ghế đang ngồi. Hả? Được. Vậy anh muốn bao nhiêu? 500. Và tôi sẽ xóa cái clip đấy. Cái gì? 500 triệu á? Sao? 500 triệu để mua lấy cái danh dự nhiều quá. Hả? Được. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Nhưng tôi vẫn khẳng định với anh một câu rằng giữa tôi và Thủy không có chuyện gì cả.
đúng là giám đốc. Nhiều tiền, chuyển nhanh thật đấy, nha. Vậy còn clip thì sao? Rồi, tao xóa rồi đấy. À, xong việc rồi. Thôi, 12 người ra khỏi nhà tôi. Tự nhiên lại có 500 triệu. Lúc nãy quay chưa? Em quay được rồi. Vừa lấy bản gốc anh xóa nhưng vẫn còn bản của máy em đây này. Em giữ lại để về sau mình còn tống tiền nữa tiếp. Bạn này, hôm trước anh xem có bộ sưu tập một túi mới. Các người hay lắm. Anh, cô ta là ai? Sao lại ngồi ở đây? Mắt cô bị mù hay là sao? Tôi tất nhiên là người yêu của anh ấy rồi. Anh Minh, anh nói cái gì đi chứ? Cô không nghe thấy cô ấy vừa nói gì à? Cô ấy là người yêu của tôi và sẽ là chủ mới của căn nhà này. Cái gì cơ? Thằng khốn, mày lừa tao và thủy vào trong rồi, nhận được tiền rồi, mày định trở mặt à? Anh Cường, em xin anh đây. Sao? Mày thích đánh tao à? Mày đánh đi. Mày biết mày đang đứng ở đâu không? Đứng ở trong nhà của tao. Mày đụng vào tao ấy, tao gọi công an vô cổ mày lên phường. Còn cô, nếu cô còn muốn ở trong căn nhà này thì ngoan ngoãn ở lại phục vụ hầu hạ vợ chồng tôi nhá. Cái gì? Anh bảo tôi phục vụ hầu hạ hai người á? Thì cũng chẳng có việc gì nhiều đâu. Chỉ là dọn dẹp nhà cửa và thỉnh thoảng nấu cho tôi một vài món tôi biết. Cô bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi. Tôi không phải là ô xin của cô. Nếu mà cô không muốn làm ô xin ấy. Út. Sao anh có thể đối xử một cách vô tình với tôi như vậy chứ? Tại sao lại không chứ? Cô nhìn lại bản thân mình đi. Cô xấu xí quê mùa như thế này, cô chả được cái nét gì cả. Cô nghĩ cô xứng đáng với tôi, với căn nhà này á? Anh Linh, cô ấy xinh đẹp, cô ấy kiêu sa thế này cơ mà. Tao thật không ngờ lại có thằng hàng xóm khốn nạn như mày đấy. Gài bẫy vợ ngoại tình rồi tống tiền, bây giờ nhận được tiền rồi đi trở mặt à? Mày, loại mày không xứng đáng là đàn ông. Sao? Tao thích thế đấy. Mày làm gì được tao? Còn cô ấy, ngoan ngoãn ở lại phục vụ vợ chồng tôi nhá. Tôi nghĩ điều đấy là tốt nhất rồi. Anh đừng có mà mơ. Nếu mà cô không chịu ấy thì vào dọn đồ. Cút. Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng mà tôi sẽ khiến anh phải sáng mắt ra. Tôi sẽ khiến cho hai người phải hối hận. Để tôi xem người vô dụng như cô ấy có thể làm được gì. Mày cứ được đấy. Cầm 500 triệu của tao không dễ đâu. Thủy! Thủy ơi! Thủy ơi, bình tĩnh đã. Tại sao ông trời lại đối xử tệ với mình như vậy chứ? Vậy thì chết quách đi rồi. Kìa Thủy, tại sao em lại hành động dại dột như vậy chứ? Em còn biết làm sao nữa chứ? Em không có việc làm, không có chỗ ở, em biết đi đâu về đâu nữa. Em hãy bỏ những suy nghĩ này đi. Chẳng phải em đã bảo cho hắn sáng mắt ra sao? Em phải thành công, thành đạt để trả thù hắn hay sao? Một người vô dụng như em, xấu xí như em thì làm được ích gì chứ? Không có ai là người vô dụng cả. Ai cũng có tài năng riêng của mình. Anh tin em cũng như vậy. Và anh tin rằng nhất định em sẽ thành công. Nhưng mà bây giờ em phải làm sao? Anh sẽ giúp em. Anh sẽ là nguồn động lực để giúp em thành công, để trả thù tên phản bội đấy. Từ ngày mai em hãy đến công ty của anh làm việc. Công ty của anh có chỗ ở cho nhân viên. Em hãy dọn đến đấy ở tạm đi. Em làm cho anh ạ. Nhưng mà em không có bằng cấp. Bằng cấp không quan trọng. Quan trọng là nhân cách của con người. Em là một người tốt, dễ lấy được thiện cảm của người đối diện. Anh tin rằng nếu em được hướng dẫn, em sẽ làm rất tốt công việc của mình. Em làm được thật ạ? Đúng vậy, em sẽ làm được. Hãy tin ở anh. Anh sẽ giúp đỡ em. Em cảm ơn anh. Từ bây giờ
bỏ những suy nghĩ dại dột như này đi nhá. Để anh đưa em về. Anh ạ. Ừ. Em gửi số liệu thống kê tháng này ạ. Ừ. Chúc mừng em. Khách hàng hoàn toàn hài lòng với những gì em tư vấn. Họ đã đồng ý ký kết hợp đồng với công ty chúng ta rồi. Thật vậy ạ? Ừ. Đúng vậy. Họ nói em tư vấn rất tận tâm và nhiệt tình, cho nên không thể phụ lòng em được. Anh đã nói rồi, em sẽ làm được mà. Tất cả đều là nhờ có sự hướng dẫn của anh. Em phải cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu mà không có anh, chắc là em chết mất. Em đừng nói như vậy. Chuyện cũng đã qua lâu rồi. Chuyện buồn thì không nên nhắc lại. Giờ mình phải sống cho tương lai em ạ. Vâng ạ. À, anh có món quà muốn tặng em này. Tặng em ạ? Ừ. Đây là bách hoa tiên, hỗ trợ sống oxy hóa, giúp làm đẹp da, trắng mịn da. Ngoài ra, bách hoa tiên còn hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, giúp cải thiện các biểu hiện do suy giảm nội tiết tố nữ. Nhiều tác dụng vậy á? Ừ, đúng vậy. Giờ ngoài công việc, em phải vẫn yêu chiều và chiều chuộng bản thân hơn nữa nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Ừ. Em sẽ nghe lời anh ạ. Ừ. Em về làm việc đi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Lần đầu tiên có người quan tâm và tặng quà cho mình. Mình không thể phụ lòng anh ấy được. Công việc thế là tốt rồi. Chúng ta cứ thế thôi. Em dạo này xinh hơn nhiều rồi đấy. Tất cả là nhờ có anh và bách hoa tiên. Em dùng được một thời gian thì thấy da dẻ của mình đẹp hơn hẳn đấy ạ. Chuyện hàng đảm bảo chất lượng mà. Anh phải tìm hiểu rất kỹ đấy. Đây rồi, mày đâu rồi? Con khốn nạn này. Mày dám lừa tao, mày đem hết tiền mày đi theo trai hả? Hôn hôn thì trả tiền đấy cho tao. Anh chưa nghe người ta nói câu là đem tiền cho gái thì có đòi được đâu à? Anh vẫn còn giữ quy định muốn đòi tiền tôi á? Cô định tát tôi à? Tại sao không? Một loại con gái đàn bà mà lăng loàn, có chồng rồi mà vẫn bỏ đi theo trai ấy, thì đáng đánh lắm. Thế anh thì có hơn gì tôi đâu. Trước đây anh lừa bạn của mình một số tiền rất lớn, rồi đổi tiếng lăng loàn cho vợ cũ của mình. Anh nhìn xem, bây giờ anh còn cóc khô gì đâu mà đòi giữ tôi lại chứ. Cô đừng có ăn nói linh tinh nhá. Trả tiền cho tôi. Tôi nghĩ là anh nên mau mau về nhà mà thu dọn đồ đạc đi. Tại vì lát nữa có người tới lấy nhà anh đấy. Cô bán cả nhà tôi đi á? Tất nhiên. Nói thì có đáng bao nhiêu đâu chứ. Thôi, tôi đi đây. Anh giữ sức khỏe nhá. À, nhớ tu chí làm ăn đi. Tại vì bây giờ chẳng còn nhiều tiền để mà chơi bời như trước đâu. Chúc may mắn. Này, cô đứng lại cho tôi. Ai gái lừa. Ê. Thúy, là em đây à? Dạo này em xinh đấy, anh không nhận ra. Xin lỗi, chúng ta không quen nhau. Anh nên cẩn thận, đừng dễ dàng động vào người phụ nữ như thế. Thúy, anh với em là vợ chồng. Ngày xưa chúng ta đã vượt bao nhiêu khó khăn để đến với nhau cơ mà. Vậy ai là người đã đạp đổ tất cả? Ai là người đã dựng lên một vở kịch để đổ tội ngoại tình cho tôi, rồi ung dung dẫn nhân tình về nhà? Bây giờ anh bị người ta hất đi rồi, anh mới nhớ đến tôi đúng không? Thúy, em đừng có nói linh tinh như thế. Anh chỉ có một mình em thôi. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Thúy, chú
chúng ta làm lại từ đầu nhá. Không bao giờ. Tôi hận anh cả cuộc đời này còn chưa đủ, làm sao có thể quay lại với anh được chứ? Em đừng có nói là chỉ vì thằng này mà em hành xử như thế với anh đấy. Phải đấy, tôi đã yêu anh Cường rồi, chúng tôi sớm muộn gì cũng kết hôn với nhau thôi. Anh mau đi đi. Cô... Đúng đấy. Bây giờ cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Tốt hơn hết, anh đừng để tôi nhìn thấy anh tiếp cận vợ tôi thêm một lần nào nữa. Trước đấy anh đối xử với chúng tôi như thế nào, tôi đều nhớ hết. Bây giờ hậu quả như thế này, anh tự chịu trách nhiệm đi. Anh mau đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh Cường, cảm ơn anh đã cho em thêm vững tin khi đối diện trước mặt hắn ta. Em xin lỗi vì ban nãy đã nhận anh là người yêu của em. Có sao đâu. Nếu vậy, em hãy biến nó thành sự thật đi. Anh... Anh thích em lâu rồi. Nếu em đồng ý, em hãy cho anh và cho chúng ta một cơ hội để tiến gần nhau hơn. Có được không? Anh không chê em à? Em là gái đã có một đời chồng rồi đấy. Em đừng nói như vậy. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc. Anh hứa từ nay về sau, anh sẽ chỉ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho em mà thôi. Em đồng ý nhá. Cảm ơn em.